khi mà con sanh ra rồi đó, có em bé rồi đó, thì có nhiều cái điều không hay với con, hay có nhiều cái tin không hay, thì lúc đó con thấy như thế nào? Thật sự thì trộm vía là trong quá trình con mang thai đó, thì con cũng con được đi làm, con được tiếp xúc với mọi người, nên con với lại cái tư duy của con ngày xưa là rất là tích cực. Con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hết á, lạc quan. Dạ đúng rồi, con rất là lạc quan, nên nhiều khi là cái đúng là mang thai thì nhiều khi tâm sinh lý của mình nó cũng thay đổi. Đâu, chứ thay đổi. Con là một đứa rất là lì, rất là khó khóc. Nhưng mà mang không biết tại sao mang thai lâu lâu mình bị tủi á má. Con không hiểu cảm giác nó nữa, mình lâu lâu bị tủi thân, xong rồi tự nhiên rồi khóc một mình, xong khóc xong rồi lại thôi. Tự khóc rồi tự nín. Dạ đúng rồi. Thì khoảng thời gian đó có những cái chuyện nó không hay đối với con, thì bây giờ mình chỉ suy nghĩ đến mục tiêu của mình là đứa bé thôi. Em bé. Dạ, mình cũng mong là con của mình sinh ra thực là lành lặn, khỏe mạnh, phát triển bình thường là mình vui rồi. Còn có những chuyện nó không hay thì thôi, mình cứ bỏ qua, mình vẫn nhìn về tương lai, chứ mình cứ nhìn về quá khứ hoài sao được. Trời ơi, con vậy là con cũng hay á. Một đứa bé cũng còn không có lớn tuổi mà biết suy nghĩ như là tốt. Nhưng mà khi mà sanh em bé ra là con có muốn là cho con của mình á, nó bú sữa mình hay là bú sữa ngoài? Tại vì má Phụng biết, tại vì nhiều người là cái dạng như là người mẫu, và cái chắc sợ cho bú sữa thì sẽ hư, hư phọt. Đó. Theo con thì như thế nào? Cái đêm đó là mẹ con xay cho con 5 trái thơm. Xay để uống hả? Dạ đúng rồi, uống liên tục 5 trái. Đặng tại vì gần tới ngày ấy rồi mà chưa ra, con sợ là lỡ có vấn đề gì không. Con cũng không biết sao, con lo. Cứ ở trỏng càng lâu thì con lo. Con uống một lần 5 trái thì tới 2 giờ sáng là con bắt đầu đau bụng. Thì đau cũng nhẹ nhẹ thôi, chứ cũng con thì cũng lì á. Cũng đau trong cái khoảng mình chịu được á. Nên thôi cũng chưa chịu đi bác sĩ. Tầm khoảng tới 5 giờ lúc đó là đau cũng hơi nhiều rồi. Con mới xuống mình nói mẹ, nói mẹ ơi con cũng đau bụng rồi này kia. Thì mẹ kêu là thôi để kêu anh lấy xe chở hai mẹ con đi. Thì con mới nói là thôi bệnh viện gần mà, hai mẹ con đi xe máy đi. Là đi xe máy thì con cũng không mang gì nhiều đâu, con mang đúng một tập hồ sơ, với lại mặc một cái đầm đẹp. Trời vẫn đẹp. Dạ, cho đẹp. Dù đẻ vẫn đẹp. Dạ. Mặc một cái đầm với lại một tập hồ sơ, là con với mẹ con đi xe máy đèo nhau đi ra bệnh viện. Không đem đồ em bé gì hết. Dạ không đem gì hết. Trời. Tại vì con cũng nghĩ là đau tới này thì tầm tới chiều. Chưa đâu. Dạ tới chiều hoặc là tới ngày mai mới sanh. Rồi rút mấy giờ mới sanh? Thì lúc mà con vô khám đồ này kia, thủ tục này kia xong á là tầm 6 giờ. 6 giờ thì bắt đầu mới đưa con vô phòng nằm chờ. Thì con lần đầu con đi sanh mà con đâu có biết cái phòng sanh nó như thế nào đâu má. Cứ đưa con vô phòng nằm, con tưởng là chỉ là nằm chờ thôi rồi. Chắc là cái phòng sanh nó hoành tráng hả? Hoành tráng. Có đúng một cái ghế nằm giống như là trong cái nha khoa vậy má. Thì nằm lên trên đó. Thì lúc đầu là con muốn sanh mổ, tại vì con sợ đau lắm. Con sợ, con nghe mọi người nói là định sanh thường đau lắm. Thì lúc đó mình chưa có kiến thức á. Thì con muốn sanh mổ. Thì mọi người cũng nói là sanh mổ thứ nhất á là không có sữa cho con. Cái thứ hai là cái vết mổ nó rất là khó lành, và nó sẽ để lại như là sau này mà có trở trời nó sẽ rất là đau. Xong rồi cái con mới suy nghĩ là vậy thôi, chắc mình sanh thường, mình sanh thường được thì mình sanh thường. Xong sanh thường thì con vô con nằm. Thì tầm khoảng lúc đó là mẹ con đi về lấy đồ, bắt đầu là vô sanh là mẹ con mới đi về lấy đồ. Thì mẹ con về lấy đồ lên xong là con đã sanh rồi. Ồ vậy con sanh cũng lẹ đó chứ. Dạ. Nhưng mà không có đau nhiều hả? Dạ không có đau nhiều. Nhưng mà tới cái khúc mà gần ra rồi, lúc đó con gặn hết nổi rồi, con nói bác sĩ ơi giờ cho em mổ luôn. Đau, lúc đó là đau thiệt. Đau. Lúc đó đau. Nhưng mà má Phụng nghe nói là khi mà con sanh ra rồi đó, có em bé rồi đó, thì có nhiều cái điều không hay với con, hay có nhiều cái tin không hay, thì lúc đó con thấy như thế nào? Thật sự thì trộm vía là trong quá trình con mang thai đó, thì con cũng con được đi làm, con được tiếp xúc với mọi người, nên con với lại cái tư duy của con ngày xưa là rất là tích cực. Con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hết á. Lạc quan. Dạ đúng rồi, con rất là lạc quan, nên nhiều khi là cái đúng là mang thai thì nhiều khi tâm sinh lý của mình nó cũng thay đổi. Đâu, chứ thay đổi. Con là một đứa rất là lì, rất là khó khóc. Nhưng mà mang không biết tại sao mang thai lâu lâu mình bị tủi á má. Con không hiểu cảm giác nó nữa, mình lâu lâu bị tủi thân,
xong rồi tự nhiên ngồi khóc một mình, xong khóc xong rồi lại thôi. À, tự khóc và tự nín. Dạ đúng rồi. Thì khoảng thời gian đó có những cái chuyện nó không hay đối với con, thì bây giờ mình chỉ suy nghĩ đến mục tiêu của mình là đứa bé thôi. Em bé. Dạ, mình cũng mong là con của mình sinh ra thực là lạnh lặng, khỏe mạnh, phát triển bình thường là mình vui rồi. Còn có những chuyện nó không hay thì thôi, mình cứ bỏ qua, mình vẫn nhìn về tương lai chứ mình cứ nhìn về quá khứ hoài sao được. Trời ơi, con vậy là con cũng hay á, một đứa bé cũng còn không có lớn tuổi mà biết suy nghĩ như là tốt. Nhưng mà khi mà sanh em bé ra là con có muốn là cho con của mình á, nó bú sữa mình hay là bú sữa ngoài? Tại vì má Phụng biết, tại vì nhiều người là cái dạng như là người mẫu và cái chắc sợ cho bú sữa thì sẽ hư, hư phọt. Đó, theo con thì như thế nào? Dạ, lúc đầu thì con cũng tìm hiểu nhiều cái phương pháp đó. Con cũng mua máy hút sữa, rồi mua đồ chữ đông sữa này kia thứ. Nhưng mà cái tip của con là nuôi cũng theo cái truyền thống á. Cũng tại vì con nghĩ là lúc đầu con cũng hút, con không cho bé tư con. Nhưng mà mình thấy như vậy mình không có sự liên kết với đúng rồi. mẹ con á. Ôi, ẩm em bé mà cho bú sữa mẹ rất là dễ thương. Con thấy giống như là cái việc mà lúc mà con sanh em bé xong á, con bình thường á, con không thấy cái gì gọi là có sự liên kết á. Tại vì lúc đó thì mình sanh xong mình đẻ ra là bình thường lắm. Tới lúc mà cái ngày đầu tiên mà mình tập cho em bé ti sữa trên mẹ, người mẹ, thì bắt đầu con có mới cảm giác là đây là con của mình, nó ti sữa mình, nhìn bắt đầu nó có những cái cử chỉ đó, nhìn nó dễ hạnh thương, phúc dễ thương á. Ừ đúng rồi. Chứ con không có suy nghĩ là con cho em bé vậy sẽ bị hư à? Con không, thì mình hư thì mình làm lại. Trời ơi. Nhưng mà quan trọng là con của con phải được cái những gì nó tốt nhất. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nghĩ là tốt. Với lại nhiều khi nghĩ là cái công việc của mình cho em bé bú sữa mẹ vậy thì dứt sữa thì rất là khó. Đúng rồi, tại vì mình nếu dứt sữa sớm thì tội nghiệp em bé. Thì ra con vẫn rồi con cho em bé bú như vậy thì tới bao lâu con mới dứt sữa? Con cũng chia sẻ thật với má Phụng là con cho em bé bú tầm khoảng 2 tháng là con bắt đầu quay lại công việc rồi. Ồ, nhưng mà rồi có người con nó có bị xồ xề gì không? Dạ tất nhiên là có, nhưng mà lúc đó thì cũng đủ chấp nhận chứ nó cũng không quá là xồ xề. Đúng rồi, 17kg thì không có nhiều. Dạ nhưng mà chị nghĩ cái vấn nhiều khi cái cơ địa của mình nữa. Có nhiều người á đẻ xong là thấy như là bình thường. Dạ. Còn có nhiều người trời ơi tập miệt mài mà vẫn mập là mập. Mà con chọn biết là con không có tập tại vì mình không có thời gian con tự chăm con với mẹ con, rồi mình phải quay lại công việc nữa, mình đâu có thời gian mình đi tập đâu. Mà giờ thì con kết hợp với chế độ ăn nữa nên giờ con cũng xuống ký gì. Rồi cái công việc của con như vậy á, thì khi mà có em bé và công việc thì con có nghĩ có khi nào con nên chọn cái công việc hay là chọn em? Con có suy nghĩ như vậy không?